vạn vật trong thế gian dung hợp thành một thể. Nó giống như một sợi dây vô hình mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Nếu như Ngài siêng làm điều thiện, như ngọn sóng đổ xô vào bờ, theo thời gian, nghiệp thiện sẽ theo Ngài từ đời này qua đời khác cho đến ngày giác ngộ. Ngược lại, nếu Ngài tạo điều ác, sẽ nhiều đời nhiều kiếp lãnh chịu quả báo khổ. Và như vậy thì tất cả những điều đó kết thành nguyên nhân sa đọa. Nếu như Ngài chuyên chú chánh niệm vào từng phút giây trong hiện tại, giữ được sự bình lặng an nhiên, Ngài sẽ tìm thấy được trung đạo trong chính nội tâm, không buồn không vui, vượt ra ngoài ràng buộc lưu chuyển. Love.